Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ở tuổi 40, nghệ sĩ Quế Trân có cuộc sống tương đối kín tiếng. Dù tuổi đời không còn trẻ, song đến nay Quế Trân vẫn chưa tìm được cho mình một bến đỗ. Trước đó, cô cũng chưa từng nhắc chuyện yêu đương. Thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, song Quế Trân lại khá kín tiếng chuyện tình cảm. Nhiều năm là một nghệ sĩ tên tuổi, thế nhưng cô hiếm khi nhắc đến chuyện đôi lứa, công khai mối quan hệ yêu đương. Từng chia sẻ về điều này, cô cho biết mong muốn mọi thứ đến tự nhiên, tiết lộ gu ấn tượng với kiểu người tôn trọng, san sẻ niềm đam mê của mình. Gia đình cũng không thúc giục Quế Trân về vấn đề này. Năm 2016, Quế Chân đối diện với cú sốc bố rụt qua đời. Sau sự kiện đó, cô tự giam bản thân mình ở nhà, có ý định chấm dứt sự nghiệp nghệ thuật. Nhờ lời động viên từ người thân, Quế Chân mới dần lấy lại tinh thần, tiếp tục công việc. Ở tuổi 40, Quế Chân vẫn trong trạng thái độc thân. Thi thoảng, cô cập nhật trên trang cá nhân hình ảnh bản thân. Mỗi lần xuất hiện, cô đều mang lại sự vui vẻ, tích cực cho người xung quanh nhan sắc trẻ trung của Quế Trân cũng là một trong những điểm thu hút sự quan tâm của khán giả. Khi còn ở tuổi trẻ trung, thanh xuân, Quế Trân sở hữu gương mặt sáng sân khấu, nụ cười má lúm hết sức duyên dáng. Đến nay, những nét đẹp ấn tượng đó vẫn còn tồn tại, thậm chí thăng cấp khi ngày càng có sự sắc sảo, mặn mà hơn. Nghệ sĩ Quế Trân là nữ nghệ sĩ tài năng và khả ái của làng Cải Lương. Hiện tại cô vẫn lẻ bóng khi gần đến tuổi tứ tuần. Nữ nghệ sĩ vừa xuất hiện trong chương trình ngôi sao đương thời và đã có nhiều tâm sự về gia đình, sự nghiệp của mình. Quế Trân sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Từ cụ tổ Vĩnh Xuân, ông cố bầu thắng theo nghề hát bội. Ông nội Minh Tơ thì chuyển từ hát bội sang hát bội pha cải lương. Đến cha cô là nghệ sĩ Thanh Tòng thì nổi tiếng với cải lương. Về sau Quế Trân còn nhận các vai diễn trong đoàn xã dạ Lý Hương tuổi trẻ ở tuổi 17. Và đến năm 18 tuổi thì nữ nghệ sĩ đoạt giải Trần Hữu Trang với vai Thiên Kiều Công Chúa trong vở Trắng Hoa Mai. Cột mốc đáng nhớ tiếp theo là năm 1999 khi Quế Trân cùng nghệ sĩ Hữu Quốc đoạt huy chương vàng giải triển vọng Trần Hữu Trang. Nhớ về những kỷ niệm từ thổi ấu thơ cùng người cha kính yêu nghệ sĩ Thanh Tòng. Quế Trân nghẹn ngào cho biết cha cô đã rất vui mừng khi cô đã bộc lộ năng khiếu từ nhỏ. Từ đó có thể nối nghiệp truyền thống gia đình. Đặc biệt, Quế Trân không cầm được nước mắt khi nhắc lại khoảng thời gian mình phải đối diện với nỗi mất mát quá lớn, đến khi được một người bạn gieo duyên. Võ Minh Lâm và Quế Trân lần đầu hát chung bài vọng cổ Phùng Ngọc Liêm của soạn giả Trọng Nguyễn. Nói là hát chung nhưng thật oái oăm là mỗi người quay riêng một cảnh rồi ghép lại với nhau cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại